đổi chiều đó, đặt đèn á, ngưng luôn nè, nó có 8 viên bi, có đèn hồng ngoại, đúng 15 phút là nó tắt, còn mình không sợ đúng 15 phút thì nó tắt, còn đúng 1 phút thì nó đảo chiều. Đó, đảo chiều nè, mình muốn đảo chiều nó cái nút này. Rồi tắt đèn. Rồi, có tem bảo hành. Tem bảo hành của nhà sản xuất 12 tháng trong vòng 1 năm 1 đổi 1 nha. Rồi cái bao của nó là cái bao này. Đây, cô gái. Thấy không? Rồi, thở nhà Úc.